Trong 3 ngày trải nghiệm, đây là những điểm thú vị có thể thấy ngay trên Ram 1500 Longhorn. Thiếu thứ gì, rất mong nhận được sự bổ sung của các bạn ở dưới phần bình luận nhé. Xe có thể điều chỉnh xa gần của vị trí bàn đạp phanh cũng như bàn đạp ga sao cho phù hợp nhất với người lái. Hoa văn ở dưới bảng gỗ các bạn còn có thể thấy ở ngay bảng đồng hồ sau vô lăng. Thậm chí lót sàn theo xe cũng có hình thép gai, một lần nữa thể hiện sự mạnh mẽ. Và khi mở bệ tì tay, đầy dẫy những công thức toán học, chủ yếu là tính góc trong hình học mà thôi. Tất nhiên thì nó sẽ không giúp ích gì trong quá trình vận hành, nhưng đây là những chi tiết không dễ gì có thể thấy được trên những mẫu bán tải phổ thông. Và khi nhìn xuống dưới sẽ có hình 4 chiếc xe, đây chính là 4 thế hệ trước của mẫu xe này. Và hôm nay Ram 1500 Longhorn chính là thế hệ thứ 5, thế hệ mới nhất. Chìa khóa của Ram 1500 Longhorn ngoài những chức năng cơ bản thì chỉ cần nhấn 2 lần. Phuộc của xe lập tức hạ về mức thấp nhất. Có được điều này là nhờ hệ thống treo khí nén. Và trong khi những mẫu MPV phổ thông vẫn còn đang ganh nhau từng mm một, thì khoảng sáng gầm của Ram 1500 Longhorn từ cao nhất cho tới thấp nhất lên tới 104mm. Tương lai với những người có điều kiện hưởng thụ hơn, mình tin rằng họ sẽ kéo thêm nhà di động hoặc là trailer ở phía đằng sau. Vậy với Ram 1500 Longhorn, các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh được góc đánh lái hoặc là lực phanh thông qua những núm này. Ram Box cũng là một chi tiết thú vị có ở hai bên. Các bạn có thể để đồ như thế này, ngay cả một chiếc cặp cũng hoàn toàn có thể để vừa. Hoặc đơn giản là các bạn chỉ đựng nước thôi, giống như cảnh mình mở đầu video. Rất nhẹ. Với 50 hộp chứa đồ, nhưng riêng bệ tì tay, các bạn nghĩ chỉ có như thế này. Nhưng không, mở lên, thậm chí các bạn có thể kéo về như thế này để được thêm nhiều vật dụng quá khổ hoặc là những chai nước lớn. Đã có bệ bước điện để ra vào khoang cabin, vậy để lên thùng chúng ta cũng lại có một bệ nhỏ nữa. Và ngay kể cả cách mở nắp thùng thì chúng ta cũng có hai kiểu. Một là kiểu truyền thống, hai là mở sang hai bên. Một trong những điểm hay của động cơ Hemi là khả năng giảm số xi lanh hoạt động trong điều kiện thuận lợi, rõ nhất là khi lái xe trên đường cao tốc như hôm nay. Bằng cách ngắt các xi lanh, mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ giảm đi, nhưng khả năng cung cấp công suất vẫn đáp ứng đủ so với nhu cầu vận hành. Tất nhiên, mức tiêu hao nhiên liệu với cách bọn mình sử dụng từ đường phố, cao tốc tới leo đèo, trung bình tính ra khoảng 23 lít trong 100 km. Dẫu vậy, chắc chắn đó cũng không phải mối bận tâm của những người thực sự muốn sở hữu mẫu xe này. Đồng thời, đây cũng không phải yếu tố then chốt để hướng tới tệp khách hàng của Ram. Thay vào đó, với sức mạnh dư thừa, mình rất hài lòng khi chỉ cần đệm nhẹ chân ga là có thể đạt được tốc độ mình muốn, không hề thấy việc phải gồng lên cố gắng từ khối động cơ Hemi V85.7L. Ngoài ra, Ram 1500 Longhorn 2023 cũng sở hữu những công nghệ an toàn chủ động như cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, hệ thống cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hệ thống cảnh báo lệch làn đường Lensen, trong đó thiết thực nhất là hệ thống đỗ xe tự động ghép dọc hoặc song song, giúp ích rất nhiều cho người lái trong quá trình sử dụng một chiếc bán tải cỡ lớn.